tìm Google Thầy Khải Toàn. Các bạn vào một trong hai website khaitoanphongthuy.com hoặc phongthuycaivận.org. Vào website, các bạn vào mục tra lá số, tự nhập ngày tháng năm giờ sinh dương lịch của mình vào và nhấn tra lá số. Đây là kết quả tra lá số mà bạn vừa nhập vào. Bạn nhấn nhanh vào mục lá số và đại vận. Ở cột ngày và dòng can, tức là mệnh ngày sinh, nhật can. Đây là thông tin của mệnh ngày sinh. Đây là thông tin của ngày sinh thuộc âm hay thuộc dương. Ví dụ, ngày sinh là Nhâm Thủy, cung chính tài là chữ Đinh Hỏa. Đây là thông tin đại vận của lá số. Ý nghĩa 10 nhật can, tức 10 mệnh ngày sinh. Nội dung được trích trong chương 6, nhóm học online. Trong mệnh lý, tháng sinh có lực mạnh nhất. Thì nhật can là gốc, mệnh ngày sinh là gốc của mệnh. Mời các bạn tham khảo từng mệnh ngày sinh. Ngày sinh Giáp, hành mộc dương, tượng trưng cho cây to lớn. Ngày sinh Ất, hành mộc âm, tượng trưng cho dây leo. Ngày sinh Bính Hỏa, hành hỏa dương, tượng trưng cho mặt trời. Ngày sinh Đinh, hành hỏa âm, tượng trưng cho ánh đèn, ánh lửa con người tạo ra. Ngày sinh Mậu Thổ, hành thổ dương, tượng trưng cho núi lớn. Ngày sinh Kỷ, hành thổ âm, tượng trưng cho đất mềm. Ngày sinh Canh, hành kim dương, tượng trưng cho kim loại cứng. Ngày sinh Tân, hành kim âm, tượng trưng cho vàng bạc. Ngày sinh Nhâm, hành thủy dương, tượng trưng cho sông lớn. Ngày sinh Quý, hành thủy âm, tượng trưng cho nước ao hồ.